cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ngày 7 tháng 10, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát với phần tranh luận giữa các luật sư bào chữa cho các bị cáo, luật sư bào chữa cho Trương Huệ Vân, cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan và cựu tổng giám đốc công ty WMC đã trình bày quan điểm bào chữa cho thân chủ của mình. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Huệ Vân mức án 6-7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, bị cáo Vân đã tham gia thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu do bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo, ký các hợp đồng và chứng từ giả mạo để công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho công ty An Đông. Số tiền này được sử dụng để phát hành hai mã trái phiếu ADC 2018-091 và ADC 2019-1 của công ty An Đông nhằm chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng từ 20.623 nhà đầu tư. Viện Kiểm sát cáo buộc bị cáo Vân là đồng phạm với Trương Mỹ Lan trong vụ việc này. Luật sư bào chữa cho bị cáo Vân đã trình bày do bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi và trách nhiệm của mình nên luật sư đồng ý với tội danh và mức án mà Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề xuất. Theo luật sư, mức án này mang tính nhân văn, thể hiện rõ sự phân hóa vai trò của bị cáo so với người chủ mưu. Vì vậy, luật sư cho biết những ý kiến tiếp theo không nhằm mục đích tranh luận mà để hội đồng xét xử cân nhắc thêm về tính chất và mức độ hành vi của bị cáo. Theo luật sư, bị cáo Vân chỉ liên quan đến hai gói trái phiếu trị giá 13.000 tỷ đồng. Mặc dù đây là con số không nhỏ, nhưng so với các gói trái phiếu khác của công ty An Đông, nó vẫn là số tiền nhỏ nhất. Theo luật sư, do bị cáo Vân cùng bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của bị cáo Lan, là những người thân thích ruột thịt với bị cáo Lan, nên ngay từ khi giai đoạn 1 của vụ án liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, bị cáo đã phải chịu mức độ trách nhiệm rất nặng nề. Cụ thể, bị cáo Vân bị tuyên phạt 17 năm tù về tội tham ô tài sản, mặc dù không có hành vi cụ thể nào liên quan trực tiếp đến SCB. Luật sư cho rằng, việc sử dụng lăng kính là cháu ruột của bà Lan để đánh giá mức độ phạm tội của bị cáo Vân là không công bằng và nhấn mạnh rằng vai trò của bị cáo Vân trong vụ án hoàn toàn mờ nhạt. Luật sư cũng chỉ ra rằng, tại thời điểm xảy ra vụ án trái phiếu vào các năm 2018-2019, bị cáo Vân là người đại diện pháp luật của công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vì vậy, từ góc nhìn của cơ quan điều tra, bị cáo được xem như đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, luật sư khẳng định thực tế không phải là như vậy, vai trò của bị cáo trong vụ án không đáng kể. Theo luật sư, thời điểm này, Vân không ý thức được bản chất vụ việc cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra. Luật sư trình bày, Vân từng có lời khai đến các kỳ trả lãi các trái phiếu. Tôi có một lần nghe cô tôi cằn nhằn về việc cho Nguyễn Phương Hồng mượn công ty An Đông để phát hành trái phiếu. Theo luật sư, lúc này Vân mới bắt đầu hình dung ra các hoạt động của tập đoàn. Luật sư cho rằng một số hợp đồng bị cáo Vân ký do thư ký thúc giục ký nhanh, trong khi đó trên các hợp đồng này đã có chữ ký của các phó giám đốc phụ trách hành chính, là người mà Vân tin tưởng rằng họ đảm bảo mọi việc được sắp xếp đúng quy trình. Cũng theo luật sư, về việc chạy dòng tiền, Vân cũng không có ý thức, ý niệm gì, không hiểu tại sao mình là người lừa đảo với số tiền lớn như vậy. Luật sư cũng bày tỏ thân chủ của mình, thể hiện sự ăn năn hối cải, chân thành, thông qua điều băn khoăn, nói. Huệ Vân từng nói bây giờ mọi người ở tập đoàn đều bị bắt thì ai là người đứng ra trả nợ cho các bị hại. Từ những quan điểm bào chữa của mình, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét vai trò của bị cáo Vân là đồng phạm, thụ động, hạn chế. Luật sư mong hội đồng xét xử không tuyên buộc trách nhiệm dân sự đối với thân chủ mình. Đồng ý với quan điểm của luật sư bào chữa, bị cáo Vân xin bổ sung thêm hai ý kiến. Thứ nhất, bị cáo xin xem xét miễn hình phạt cho bị cáo Chu Lập Cơ. Bị cáo Vân trình bày, ông Chu Lập Cơ là dượng, là người thầy, người cha của bị cáo. Thứ hai, bị cáo Vân nói, bị cáo vô cùng hối hận về tất cả những chữ ký vội vàng của mình trong bối cảnh mơ hồ để phát hành trái phiếu, dẫn đến việc cô bị cáo bị bắt ảnh hưởng tới nhiều gia đình khác. Có những gia đình đã mất đi người thân của họ như chị Nguyễn Phương Hồng, ông Nguyễn Tiến Thành. Hành động từ 6 năm trước đã dẫn đến hậu quả quá kinh khủng hiện nay. Xin hội đồng xét xử xem xét cho cô vì thật sự còn nhiều ẩn số khác mà các anh chị ấy đã ra đi mãi mãi. Xin xem xét vai trò trách nhiệm của cô để cô được khoan hồng cao nhất của pháp luật. Ngày 7 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ đưa và nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6004D ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Theo đó, bị cáo Lương Minh Tú, 43 tuổi, cựu giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6004D, bị tuyên án 7 năm tù giam về tội nhận hối lộ.
Cùng tội danh này còn có 11 bị cáo khác bị tuyên phạt tù, trong đó hai cựu phó giám đốc trung tâm là Trần Đức Duy nhận mức án 3 năm 6 tháng tù giam, Lê Sơn Tuyền bị tuyên phạt 22 tháng tù giam. 9 bị cáo là cựu đăng kiểm viên, nhân viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6004D bị tuyên phạt mức án từ 6 tháng đến 4 năm tù giam. Về tội danh đưa hối lộ, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Lê Tiến Trung 6 tháng tù giam, Võ Chí Khang 8 tháng tù cho hưởng án treo, Lê Tiến Trung 6 tháng tù cho hưởng án treo. Theo cáo trạng, năm 2018, Trung tâm 6004D chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Tuấn Trung được cấp giấy phép hoạt động do Lương Minh Tú làm giám đốc. Đến năm 2022, Tú bàn bạc chỉ đạo các đăng kiểm viên và nhân viên nhận tiền của các chủ xe, sau đó dùng các thủ thuật bỏ qua các lỗi không đạt khi kiểm định để cấp giấy phép chứng nhận kiểm định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Để thực hiện hành vi trên, Tú đã chỉ đạo Duy, Phương Hiển và Lương luân phiên ghi lại biển số xe và số tiền các chủ xe chi để được bỏ qua lỗi kỹ thuật. Vào cuối ngày làm việc, số tiền trên được chia chắc cho nhau theo tỷ lệ do Tú đặt ra quy định. Cùng với đó, Tú còn chỉ đạo Phát gợi ý nhận tiền của các chủ xe vãng lai đến đăng kiểm tại trung tâm 6004D. Sau đó, Phát báo cho các đăng kiểm viên trong dây chuyền biết để bỏ qua các lỗi kỹ thuật khi đăng kiểm. Phát được Tú ra nhiệm vụ nhận tiền từ các đăng kiểm viên thay cho Tú đối với phần tiền Tú được chia do các đăng kiểm viên nhận từ các chủ xe. Trong khi đó, Thông được Tú, Lộc và Hiển chỉ đạo lấy tiền mà chủ xe để lại trong xe nhằm in bỏ qua lỗi không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Tiền được đưa lại cho Hiển, Duy, Lương và Phương để chia chắc nhau. Chỉ trong năm 2022, Tú và các đối tượng đã nhận tổng cộng hơn 1,4 tỷ đồng của các chủ xe để bỏ qua lỗi không đạt tiêu chuẩn. Trong đó, Tú lấy 400 triệu đồng, các bị can còn lại được chia từ 20 đến 288 triệu đồng. Riêng Nghĩa chỉ được chia 2,5 triệu đồng. Cáo trạng xác định Tú là người tổ chức chỉ đạo thực hiện hành vi nhận tiền của các chủ xe đến đăng kiểm tại trung tâm 6004D để bỏ qua lỗi kỹ thuật. 11 bị cáo còn lại là những người nhận tiền từ các chủ xe. Tại phiên tòa, các bị cáo đồng ý với tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Công an huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi ngày 6 tháng 10 thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, tối ngày 26 tháng 9, các đối tượng trên điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe có hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu, nẹt pô, la hét, bấm còi, đạp chân chống giữa xuống mặt đường tạo tia lửa trên suốt đoạn đường dài từ thôn Phú Long, xã Trà Phú đến vòng xoay thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng. Quá trình thực hiện hành vi, các đối tượng dùng điện thoại quay phim để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đời, làm kỷ niệm và đăng tải trên mạng xã hội Facebook để khoe chiến tích. Theo Công an huyện Trà Bồng, trước hành vi thể hiện sự coi thường pháp luật gây bức xúc hoang mang, lo sợ cho người dân khi tham gia giao thông, Công an huyện Trà Bồng đã tiến hành điều tra xác minh nhóm các đối tượng trên. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Trà Bồng đã xác định được 8 đối tượng có hành vi vi phạm. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Trà Bồng cho biết, trong 8 đối tượng trên, có nhiều đối tượng đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần vì vi phạm quy định khi tham gia giao thông. Thông qua giao dịch cung cấp và thực hiện dịch vụ tư vấn thủ tục đầu tư dự án tại tỉnh Hòa Bình, ông Hoàng Đình Lưu, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Đà, đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 8 tỷ đồng. Ngày 6 tháng 10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Lưu, sinh năm 1971, trú ở thành phố Hòa Bình, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Đà, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình. Ông Lưu bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông qua giao dịch cung cấp và thực hiện dịch vụ tư vấn thủ tục đầu tư dự án tại tỉnh Hòa Bình, bị can Lưu đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 8 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra, thời gian gần đây, nhiều người dân có nhu cầu tìm mua đất tại Hòa Bình để đầu tư dự án trồng rừng, trồng cây dược liệu. Nắm bắt được nhu cầu, Hoàng Đình Lưu đã gặp gỡ những người có nhu cầu, giới thiệu mình là trưởng đoàn điều tra quy hoạch nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình. Đối tượng còn nổ, mình nắm mọi thông tin về đất rừng, đất lâm nghiệp, các kế hoạch, dự án đầu tư liên quan đến đất rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để lấy lòng tin, Lưu đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đang thực hiện thủ tục xin cấp phép thực hiện dự án đầu tư trồng rừng, trồng cây dược liệu cho người dân. Tin tưởng vào lời nói của Lưu, nhiều người đã ký hợp đồng, đưa tiền cho đối tượng để thực hiện dự án, sau đó bị mất trắng.